Lời đầu cho em gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em và càng phát triển. Em cũng xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như là lời động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh được ngày càng hoàn thiện. Em cũng xin cảm ơn những lời các bác đã kinh nghiệm treo đô, đã truyền đặc nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Hôm nay là ngày 25 tháng 5, em tiếp tục giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Yamaha với model là CDX1020. Cách đây vài tháng thì em cũng đã về một con rồi, một con 1020 này nó màu đen. Thì hôm nay thì em tiếp tục về thêm một con nữa là màu titan, mình gọi là màu màu xám ấy. Thì em xin giới thiệu sơ qua về sản phẩm này thì được sản xuất năm 1989 với giá xưởng của nó là 82,5 ngàn yên. Nó tương đương với tầm khoảng 18 triệu Việt Nam đồng. Nó có cân nặng của nó là 12 kg. Và nó có size là size 43, size ngang 43,5. Chiều cao của nó là 11,2 cm. Và chiều sâu của nó là 35,7 cm. Ở trước đầu này thì cũng là dòng hiếm của Yamaha. Nó sử dụng hai con giải mã PCM58P. Rất là nổi tiếng, đâm của nó sạch sẽ ngọt ngào. Và nó ra 18 cộng 4 bit các bạn. Là 22 bit các bạn. 10 tháng 4 này. Đầu rất lặng. Em cũng quay sơ qua về phần ngoại hình của em để các bác được chiêm ngưỡng. Hàng về thì mặt em nói cho các bạn sáng bóng luôn, đẹp không một tí vết nào luôn. Đấy, các bạn thấy đẹp xuất sắc luôn về phần mặt. Mặt là mặt phai nhôm màu xám rất là đẹp. Đồng hồ quát hiển thị của rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Hồi của nó rất là đẹp luôn. Ở đây có một chảy đây. Đây có chảy. Phần lắp lưng của em nó đây. Lắp lưng các bác thấy à? Phần trên này đây có vết xước đó nhá. Đây vết xước này, đây đây này. Xước trên này đấy. Ốc của nó em tháo ra rồi. Đấy, ốc của nó tháo ra rồi. Đây là cái vết thôi, đây có vết xước này. Đấy. Vận chuyển không có tránh khỏi quá. Model của nó đây, CX1020, điện 100V, công suất của nó là 20W, sơ đi máy của nó đây 070839FU. Nó có đầy đủ đường cổng quang này, đấy, thắt mỏ này, đường đầu trục của đường cô xoan này, rồi là đường lốc mạ vàng đấy. Hồi của nó nhôm này đấy, nhôm rất là dày dày cứng cáp. Và phần lắp lưng của nó các bạn thấy ạ cũng rất là dày. Đấy, một đấy, sẽ nhấc cho các bạn xem rất là nặng. Rất là nặng luôn. Đấy, cạnh nó rất dày. Phần nội thất của em đó này còn rất là mới, rất là mới luôn. Nguồn của nó này chữ Yamaha, bọc nhôm
rất dày. Là máy móc làm rất là kỹ. Đây nó chạy hai con giải mã PCM58B đó này, một con này. Đấy, hai con. Tủ lọc của ENA cao cấp. Sử dụng toàn tủ cao cấp rồi. To, to như cái tủ âm ly luôn. Máy móc mới tinh. Mắt tin theo máy đọc rất là tốt các bạn. Hồi nó dày, nhôm rất dày. Đấy. Đấy. Cái phần lắp lưng của nó đây, đúng không? Đấy. Rất là dày luôn. Thì để trước khi test các phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của em nó, thì bắt đầu chưa đăng ký kênh thì em hoan hỉ đăng ký kênh giúp em. Đấy. Và các bác đừng tiếp vào like để kênh ngày càng phát triển. Nếu là yêu thương em thì các bác hãy share kênh YouTube của em ở trên trang cá nhân của mình qua Zalo, Facebook để cho nhiều anh em chơi audio trên miền Tổ quốc được biết đến. Và hàng tháng em có những món quà tri ân cho các bác luôn đồng hành và động viên em. Em cũng xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức thuộc Hồ Chí Minh. Đấy, nó thuộc về quận Thủ Đức cũ. Các bác nào ở gần thì đến em xem như chọn lựa, cũng là em giao lưu. Rồi là bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ tiếp em qua số máy 0907 223 269 qua Zalo, qua Facebook. Đấy. Ngoài cái việc bán đầu đĩa CD, âm ly, loa, đồng hồ thì em còn cung cấp thêm một số sản phẩm đĩa CD với giá từ 35.000 đồng cho đến 250.000 đồng. Đấy. Để cho các bác được sở hữu, vì nhiều anh em cũng biết là mua CD đâu, nên là em cũng có người là chuyên chép đĩa từ phối gốc ra. Đấy. Đấy là thiết âm của nó rất là tốt. Thì các bác hãy đeo tai phone vào họ để thưởng thức cái thiết âm của em đó. Em sẽ đi follow. Nhận bài ngay. Một mai thức dậy, chuyện trò trái phá con tim mù loa, một mai thức dậy chợt hồn như ngất ngây, chợt buồn trong mắt lại rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong trái
trên cây rụng rơi một mái thức dậy chuyện trò với lá cây rồi buồn như lá bay một dòng sông nước cuốn một cuộc tình không may tình yêu như thương áo quên hơi ngọt ngào rời nhau hôm nào hồn mình như va khâu buồn mình như lũng sâu rồi tình trong im tiếng rồi tình ngoài hư xin phép được dừng video tiếp tại đây. Thì chiếc đồng này em bán với giá là 4,5 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho các bác. Nếu bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em với số máy là 0907 223 269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.